Chào mừng tất cả quý khán giả đang đến với chương trình Chuyện gì hot trên kênh Facebook cũng như là YouTube MC Khánh Linh USA. Khánh Linh xin kính chúc quý vị một ngày làm việc thật là vui và nhiều thắng lợi mới. Quý vị ơi, ngày hôm nay đã là ngày 27 tháng 2 rồi, chúng ta gần kề những ngày cuối của tháng 2 rồi, một tháng mà vèo qua trong tích tắc luôn quý vị. Năm nay tháng 2 chỉ có 28 ngày thôi nha quý vị nhé. Và trong bản tin ngày hôm nay, Khánh Linh xin chia sẻ những bản tin thật là hay liên quan đến tiền, những tiểu bang nào sẽ giảm thuế thu nhập cũng như là về property tax là thuế nhà đất nè, cũng như là sales tax cũng có luôn rồi, cho check cũng có luôn quý vị. 27 tiểu bang lận quý vị ơi, cho nên hãy lắng nghe đến những phút cuối cùng nha quý vị nhé. Bên cạnh đó, một tin vui đến từ tiểu bang Chua Chà, người dân Chua Chà lại sắp được 250, 500, 375 đồng rồi. Chỉ còn matter là của thời gian đợi chờ chút xíu để được approve thôi quý vị. Và một bản tin nữa cũng liên quan đến cộng đồng người Việt Nam của chúng ta, khu thương xá Eden Center, thì biết nơi đây sẽ có một sự thay đổi mới. Thay đổi gì? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Quý vị đang theo dõi kênh YouTube MC Khánh Linh USA. Khánh Linh hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia của Mỹ. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Chuyện gì hot với phương châm giúp đỡ cộng đồng và nói không với fake news và COVID. Còn chần chừ gì nữa nào? Hãy cùng đăng ký kênh và bấm vào cái chuông để quý vị sẽ là những người đầu tiên theo dõi những tin tức cập nhật mới nhé. Mở đầu chương trình, Khánh Linh xin cảm ơn trung tâm New Horizon Academy là một trung tâm luôn ủng hộ và bảo trợ cho chương trình của MC Khánh Linh USA. Trung tâm được thành lập năm 2009 đến nay do người Việt làm chủ và giúp những cái chương trình như là homework help, giúp bài tập nhà, những chương trình luyện thi đại học SAT. Bên cạnh đó cũng sẽ khai giảng khóa tiếng Anh dành cho người lớn để các cô chú anh chị em chưa biết tiếng Anh có thể học hỏi tiếng Anh để hòa nhập với cuộc sống Hoa Kỳ một cách dễ dàng hơn. Khai giảng vào tháng 3, cho nên quý vị mau ghi danh ở số điện thoại là 1-800-590-9027 quý vị nhé. Trung tâm rất là tự hào đã giành được những cái giải thưởng của quận Gwinnett, là Best of Gwinnett, là những trung tâm dạy học tốt nhất của quận. Và năm vừa rồi, trung tâm cũng được trải giải là trung tâm tốt nhất về dạy kèm ở tiểu bang Georgia, Best of Georgia. Hiện tại thì trung tâm cũng đang muốn hiring rất là nhiều các em sinh viên đại học ưu tú trên 50 tiểu bang của Hoa Kỳ để cùng trung tâm nâng cao tầm tri thức Việt tại hải ngoại. Và công việc rất là linh hoạt và part time quý vị, cho nên quý vị cũng có thể nói con em chúng ta gửi resume về cái địa chỉ bên dưới quý vị nhé. Và bản tin tiếp theo liên quan đến khu thương xá Eden Center. Thì nếu những ai sống ở khu vực bờ Đông, hay là nếu quý vị ở bờ Tây, thì quý vị cũng có nghe người cộng đồng Việt Nam của chúng ta ở bên miền Đông đó là hay đi đến Eden Center để cũng như là phước lộc thọ của Cali vậy đó quý vị. Eden Center cũng như là phước lộc thọ của Cali ở những cái khu vực của là Virginia, rồi Maryland, rồi Washington DC. Thì hồi tháng 7 vừa rồi đó, Khánh Linh cũng có đi qua đó chơi, cũng có ghé đến Eden Center. Thì ở đó cũng có nhiều tiệm Việt Nam bán những món ăn rất là ngon luôn quý vị. Thì tại sao mà có những thay đổi gì đó ở cái chỗ khu xá này mà chúng ta cần phải lo lắng? Thưa quý vị, thì nếu mà đến đó quý vị sẽ thấy là người ta xây dựng theo cái kiểu giống như cái hình thức của chợ Bến Thành, đúng không? Cái hình dạng, hình thức giống như chợ Bến Thành. Và những cái khu thương xá ở đó toàn là của người Việt làm chủ. Ở đó là khu thương mại Việt mà quý vị. Thì bây giờ hội đồng của thành phố Fall Church đã lên một cái dự định sẽ làm chuyển đổi cái dự án, sẽ biến khu Eden Center giống như thành một cái khu phức hợp quý vị, sẽ xây lên một tòa nhà building 10 đến 12 tầng, ở trên là cho dân ở và ở dưới là những nhà hàng bán lẻ. Nếu mà họ xây như vậy và với cái hình thức là ở thành phố làm á, thì họ sẽ có thể là họ sẽ làm mất đi cái di sản văn hóa của người Việt của chúng ta, mà khu Eden này đã được thành lập từ năm 1986 rồi thưa quý vị. Và rất là nhiều những người chủ doanh nghiệp ở đây cũng như là cộng đồng ở đây không hề biết về cái dự án này. Và cái soạn thảo kế hoạch này được mang tên là kế hoạch khu East End, dịch ra tiếng Việt là như vậy đó quý vị, là sẽ thay đổi cái bộ mặt của Eden. Cho nên những cái người mà đang hoạt động trong cộng đồng, đặc biệt là những cái người trong tổ chức gọi là Việt Place Collective, họ đang muốn cho cộng đồng của chúng ta biết về vấn đề này thật nhiều. Để chúng ta biết được những cái sự thay đổi, những cái kế hoạch và những cái diễn tiến của kế hoạch này như thế nào rồi, để mà chúng ta có thể đóng góp ý kiến của chúng ta để thành phố, hội đồng của thành phố Fall Church này có thể giữ lại những cái di sản, những cái văn hóa của người Việt của chúng ta tại Eden Center quý vị nhé.
Và một tin vui nữa mà Khánh Linh muốn chia sẻ đến người dân ở tiểu bang Georgia nơi Khánh Linh đang ở, thưa quý vị. Quý vị ơi, chúng ta chuẩn bị may túi ba gang lãnh tiền lãnh tiền đó hả? Dạ xin thưa là quý vị nhớ năm vừa rồi là ông Brian Kemp đã ổng đã cho một cái check 250 đến những người single nè, hay là married filing separately ha. Rồi những ai mà là filing joint một cặp vợ chồng là 500 đồng, còn những ai là head of household thì được 375 đồng. Không biết quý vị còn nhớ hay không? Chắc xài hết tiền rồi. Thưa quý vị, thì năm 2023 này, đầu năm ổng đã đưa ra một kế hoạch giống y chang như vậy, một proposal giống y chang như vậy, năm nay sẽ cho tiếp nha quý vị nhé. Và đã được Hạ viện của tiểu bang Georgia thông qua rồi. À, và thứ năm vừa rồi đó, tuần vừa rồi đó, đã được thông qua rồi. Bây giờ chỉ còn đợi đưa lên thượng viện nữa, họ approve là xong. Nhưng mà này là của Governor đưa ra và năm ngoái đã làm như vậy rồi, vẫn ổn thỏa. Tại năm nay thẳng dư cũng còn giống như năm ngoái đó, nên cho tiếp quý vị. Đó, thì nhưng mà năm nay có thay đổi hơn một chút xíu nữa là những em nào là dependent mà có đi làm khai thuế nha, thì vẫn được 250 đồng luôn. Nhá. Ở đây Khánh Linh nói dependent có khai thuế có nghĩa là sao? Quý vị biết rồi, có những con em của chúng ta 16, 17 tuổi, 18 tuổi, 19 tuổi, 20 tuổi, hay có những em đang học college luôn mà mình vẫn xem các em như là dependent, tại vì các em còn vẫn là full time college đó. Rồi các em cũng đi làm một năm các em được mấy ngàn như vậy đó, mà các em có đóng thuế cho năm 20 và năm 21, thì năm nay các em cũng sẽ được lãnh 250 đồng tiền refund của chính phủ luôn nha, tiền check cái rebate đó. Thì cái việc này thì Khánh Linh nghĩ trong vài tuần nữa thôi thì sẽ được approve qua hết, thì có thể là sau mùa thuế là chúng ta sẽ nhận được cái tiền này đó quý vị ơi. Và chương trình này và cái tấm check này chỉ dành cho những người nào khai thuế năm 2020 và 2021 mà thôi. Nếu trước đó quý vị không khai thuế là coi như quý vị không có nha quý vị nha. Rồi sau đây chắc quý vị đang chờ đợi rất là nhiều, 27 tiểu bang sẽ giảm thuế đất nè, hay là giảm income tax nè, là giảm thuế thu nhập đó, hay là bỏ luôn những cái thuế mà của social security, hay là retirement tax, hay là bỏ luôn sales tax là thuế mà mình đi mua đồ ăn này nọ đó quý vị. Nhiều lắm, 27 tiểu bang, thì Khánh Linh xin chia sẻ đến quý vị nhé. Đầu tiên có thể nói là tiểu bang Arkansas, tiểu bang này thì sẽ bỏ luôn income tax nha quý vị của tiểu bang nha, income tax của tiểu bang. Tiểu bang Colorado thì sẽ hỗ trợ 200 triệu hỗ trợ cho tiền thuế đất. Tiểu bang Connecticut sẽ giảm tiền thuế cá nhân. Tiểu bang Georgia sẽ có 1 tỷ hỗ trợ lạm phát là cái check mà cái Linh mới nói vừa rồi đó, và 1 tỷ tiền thuế đất là property tax. Idaho thì sẽ hỗ trợ 120 triệu tiền property tax là tiền thuế đất. Indiana sẽ giảm tiền thuế đất và giảm phần trăm thuế cá nhân, thuế thu nhập luôn nha. Và Iowa là tiểu bang sẽ giữ cái income tax rate, là tính tiền income tax rate, ở flat rate là 3.9 cho tất cả các income level luôn. Nghĩa là người giàu, người nghèo gì cũng đóng bằng cái nhiêu đó thôi. Và sẽ giảm luôn tiền thuế đất. Ở tiểu bang Kentucky thì income tax chỉ còn là 4%, năm ngoái là 5%, bây giờ họ giảm xuống còn 4% cho năm sau nha quý vị nhé. Và tiểu bang Kansas sẽ không có đóng tiền thuế sales tax mua đồ ăn nha quý vị, hay là họ sẽ có thể dùng flat income tax, có nghĩa là một cái tiền mình nó giữ nguyên như vậy, một cái phần trăm thuế giữ nguyên như vậy chứ không lên không xuống, dành cho những người mà có income cao income thấp nha. Rồi tiểu bang tiếp theo là tiểu bang thứ 10, đó là Louisiana, thì sẽ điều chỉnh thuế đất và sales tax. Tiểu bang Minnesota thì sẽ bỏ thuế Social Security Tax đó. Tiểu bang Michigan thì sẽ cho người dân một tấm check là 180 đồng khai thuế và bỏ thuế retirement là thuế tiền về hưu đó quý vị. Và sẽ matching là sẽ làm giống cái tiền Earned Income Tax Credit của Federal cho State luôn. Và tiểu bang Mississippi thì sẽ bỏ thuế cá nhân, thuế thu nhập đó. Và tiểu bang thứ 14 là Missouri sẽ giảm tiền thuế income tax và sales tax cũng như là property tax là thuế nhà đất nha. Và tiểu bang Montana thì sẽ gửi cho người dân một cái tấm check từ 1.250, có thể hơn nữa nha, cho tiền tax rebate check, và sẽ không tính tiền social security income tax. Tiểu bang New Mexico thì sẽ gửi cho người dân tấm check 750 đồng. Và tiểu bang Nebraska thì sẽ cắt giảm income tax rate và bỏ social security tax nha quý vị. Tiểu bang 18 đó là North Carolina sẽ giảm thuế cá nhân income tax.
Tiểu bang 19 North Dakota sẽ bỏ thuế income tax cho những người tiền income low cho đến middle class, nghĩa là tầng thấp nhất cho đến trung lưu. Tiểu bang Ohio thì sẽ giữ những cái một cái flat rate cho thuế nha quý vị, là có nghĩa là không có lên xuống nữa, nhưng mà chỉ đúng một cái phần trăm mà gọi là flat rate thôi cho tất cả những cái bracket income. Và tiểu bang 21 đó là tiểu bang Oklahoma sẽ giảm thuế đi chợ, có nghĩa đi grocery, mua đồ grocery đi chợ đó, thì sẽ giảm thuế xuống nha quý vị và sẽ không tính tiền income tax. Và tiểu bang 22 là South Carolina sẽ giảm tax rate, nghĩa là giảm cái phần trăm thuế xuống và thay đổi cái bracket income. Và tiểu bang 23 là tiểu bang Utah sẽ giảm income tax rate và sẽ cho một tấm check rebate $100. Tiểu bang 24 là Vermont là sẽ có tax exemption, có nghĩa miễn thuế cho social security income. Và 25 đó là tiểu bang Virginia sẽ giảm tax rate income. Sẽ giảm tax rate income 50% cho bang 3 năm tiếp theo, đó là tiểu bang West Virginia. Tiểu bang 27 đó là Wisconsin có thể sẽ chọn một trong hai, đó là có flat tax rate hay là giảm thuế cho những người làm middle class, những người trung lưu đó quý vị. Đó là 27 tiểu bang sẽ giảm thuế, rồi sẽ không có thuế nhiều trên những cái sales tax này nọ, đó rất là tốt luôn quý vị ơi, hơn nữa nước Mỹ rồi, đó là tin vui. Và bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin chuyện gì hot ngày hôm nay. Cái lời xin cảm ơn quý vị thật nhiều đã theo dõi. Chúc quý vị một ngày thật là vui và một bữa cơm ngon bên gia đình quý vị nhé. Ủng hộ luôn kênh số 2 của Khánh Linh, đó là cô giáo Linh Cuộc Sống Mỹ. Còn bây giờ Khánh Linh xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Mình tên là Nancy, đang sống ở Canada. Hiện tại mình có hai đứa con đang theo học kèm ở trường New Horizon Touring Academy, và mình rất là happy với đội ngũ giáo viên ở đây, chuyên nghiệp, vui vẻ, chất lượng và tận tình chu đáo, và mình hài lòng với cái kết quả học tập của hai đứa con mình hiện tại. Mình thấy được cái sự tiến bộ mỗi ngày theo một cái chiều hướng rất là tích cực, và mình hy vọng là con mình sẽ đạt được cái kết quả như mong đợi. New Horizon Tutoring Academy hiện đang phục vụ dạy học kèm và hỗ trợ giúp đỡ cho tất cả các học sinh trực tuyến trên toàn nước Mỹ, và mình có rất là nhiều cái niềm tin ở cái đội ngũ giáo viên ở đây. Tuổi trẻ tài cao và nhỏ nhưng mà có võ nha mọi người. Nếu được thì hãy đưa con bạn đến để học hỏi và thử nghi trải nghiệm. Và một lần nữa mình cũng xin chân thành cảm ơn New Horizon Tutoring Academy đã cho con mình một cái cơ hội được học hỏi, trải nghiệm, tiếp xúc và phát triển. Ôi, cần phải biết thêm tiếng Anh để mình có thể giao tiếp dễ dàng hơn. Sau khi học được một khóa rồi tôi cảm thấy tự tin hơn, đi ra đường thấy chữ nhìn biết được nhiều hơn một chút.